Xin chào quý vị và các bạn. Giải hội tụ nhiệt đới đang chi phối thời tiết tất cả các khu vực biển cũng như trên đất liền của nước ta. Dự báo hôm nay và cả ngày mai, nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa dông, có nơi mưa vừa mưa to đi kèm với thiên tai nguy hiểm. Ở Bắc Bộ, nơi có mưa vừa mưa to vẫn là khu vực Đông Bắc, bao gồm các tỉnh thành Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên với lượng từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa vẫn tập trung nhiều về đêm và sáng sớm, còn vào ban ngày mưa giảm hơn, trời có nắng gián đoạn. Mức nhiệt cao nhất trưa nay trên toàn khu vực duy trì trong khoảng 31 đến 33 độ. Với khu vực Trung Bộ, sự xuất hiện của giải hội tụ nhiệt đới khiến mưa dông xuất hiện trên hầu khắp khu vực, khiến nền nhiệt cũng giảm hẳn. Mức nhiệt cao nhất ngày trên khu vực chỉ còn duy trì từ 32 cho tới 34 độ. Đáng chú ý là từ chiều tối ngày 9 đến hết ngày mai 10 tháng 7, khi giải hội tụ nhiệt đới dịch chuyển dần xuống Trung Trung Bộ thì mưa dông mạnh sẽ diễn ra trên diện rộng. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo đợt mưa vừa mưa to tại khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và mưa dông tại khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Thuận và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12 tháng 7. Người dân sinh sống tại các khu vực này cần hết sức đề phòng với các nguy cơ về lũ quét, sạt lở và ngập úng có thể xảy ra. Cùng với mưa thì mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng duy trì ở mức mát mẻ, dễ chịu, từ 29 đến 31 độ ở các tỉnh thành vùng cao nguyên và từ 31 đến 33 độ là mức nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ. Trên biển do gió mùa Tây Nam ở khu vực vùng biển phía Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, nên ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Các khu vực khác mưa dông rải rác làm tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Bản tin thời tiết sáng 9 tháng 7 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.